Bản tin chi tiết đã cho biết rằng Hoa Kỳ đã cắt tài trợ 285 triệu Mỹ Kim đối với Liên Hợp Quốc tài khóa 2018 và 2019. Chính phủ Hoa Kỳ vừa loan tin là đã thương lượng để cắt giảm 285 triệu Mỹ Kim, một số tiền đáng kể trong số ngân khoản mà Hoa Kỳ tài trợ cho ngân sách của Liên Hợp Quốc cho tài khóa 2018 và 2019. Phái đoàn của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc chưa nói rõ là đó là tổng số tiền tài trợ bị cắt giảm hay là sự cắt giảm của Hoa Kỳ nhắm vào những hoạt động cụ thể nào. Bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley nói rằng tình trạng kém hiệu quả và tiêu xài quá tay của Liên Hợp Quốc là tình trạng phổ biến và bà không để tấm lòng rộng rãi của người Hoa Kỳ bị lợi dụng. Quyết định cắt giảm sự đóng góp của Hoa Kỳ vào thời điểm sau cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chống lại quyết định của Hoa Kỳ trong việc thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel khiến có tin cho rằng Hoa Kỳ bày tỏ thái độ bất bình đối với Liên Hợp Quốc khi tổ chức quốc tế này đã sai tin của Hoa Kỳ mà không ủng hộ Hoa Kỳ, thậm chí là đi ngược với quyền lợi của Hoa Kỳ. Trước phiên họp nói trên tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ điểm mặt những quốc gia chống lại Hoa Kỳ trong vụ việc này.